Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì Tùng có nhận sửa cây vợt. Thế thì nội dung sửa cây vợt này nó cụ thể là như thế này. Thế thì có một cái anh khách ấy là anh ấy chơi vợt dọc. Đấy, thì anh ấy cũng có thử chơi một số loại rồi. Thế nhưng mà anh ấy bảo không hợp. Mà anh ấy chơi hợp với cái cây Seriot này. Đó, thì anh ấy đã chơi thử rồi. Và anh ấy quyết định là anh ấy sẽ biến đổi cái cây vợt này thành một cái cây vợt cán dọc. Đấy. Thế thì anh ấy đã gửi cho Tùng để Tùng sẽ thay cho anh ấy cán Seriot này bằng một cái cặp cán dọc. Đó. Thế thì hôm nay Tùng sẽ thực hiện là Tùng sẽ thay cái cán dọc vào cái cây vợt này để cho anh khách. Về cái gỗ mà anh ấy chọn để làm cán ấy, thì Tùng đã đưa cái mẫu gỗ này cho anh ấy xem ảnh, thì anh ấy duyệt là cái dùng cái gỗ này. Đó. Gỗ này thì nó có cái màu cán nó cũng tương đồng. Thế thì anh ấy sẽ quyết định là dùng cái màu gỗ này để làm cái cán vợt dọc thay thế vào cái cây vợt này. Thế thì việc đầu tiên bây giờ thì mình sẽ phải tách cái cán này ra trước. Đấy, mình sẽ phải tách cái cán này ra. Thế sau đó thì mới tiến hành để làm cán để thay. Đó, và như vậy là Tùng đã tách được một bên cán ra rồi đấy. Đây. Khi tách cán ra thì đây nó phải đảm bảo là cái mặt này các bạn này, nó không được lột cái gỗ này lên nhé. Đấy, nó phải nguyên vẹn như thế này. Có thể nó dính một chút xíu cái gỗ cán ở đây thì không vấn đề gì, nhưng mà cái cốt này là không ảnh hưởng gì hết nhé. Ở đây thì quý anh chị có thể nhìn thấy là chủ nhân này trước đây ấy, cái chủ nhân cũ của cây vợt này đã đánh dấu cái tên này, đánh dấu cái tên là hai bên măng cá này. Chỗ này có một chữ vừa đấy này. Đấy, thì hiện nay là Tùng tách cái cán này, Tùng sẽ tẩy luôn cái phần viết chữ này. Đây là chủ nhân của vợt là viết chữ bằng bút bi. Đấy, viết chữ bằng bút bi thì Tùng tẩy được. Đấy, nó đang nghè dần rồi đấy. Cái này vài lần nữa là nó hết thôi. Nhưng mà bút mực là chịu nhá. Anh chị các bạn lưu ý bút mực là em chịu nhá. Bút mực, bút dạ là em chịu luôn đấy. Không tẩy được. Cán này thì mình có thể mình thay cán khác, đằng nào mình cũng thay cán khác thì mình vứt bỏ luôn. Thì mình tách, mình để cho cái phần hư hại thì nó sẽ rơi vào cái cán này cũng được. Đấy, nhưng mà cố gắng là giữ để cho cái mặt của cái phần cốt này này nó không được hư hại, nó không được tước, không được sơ lên. Đấy, không được bóc lột lên. Đấy. Đấy, còn cái cán này thì nếu mình vứt đi, xác định bỏ đi thì mình có thể mình đẽo đục, mình mài rồi các kiểu, mình vứt nó đi thì nó có vỡ cũng không sao. Đây là một cái cặp cán dọc với các bạn. Đây. Sau này cây vợt nó sẽ ngắn như thế này đây này các bạn ơi. Đây, sẽ dán như thế này. Đó. Đấy, thì so với cái cán cũ của nó ấy, thì nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Nó ngắn hơn nhiều lắm. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy là cái chiều dài của cái cán dọc và cán ngang nó chênh lệch nhau như thế này. Đó. Ở đây Tùng đo được nó là 1/8. Đấy, nó ngắn hơn 1/8 các bạn nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ tạo một cái dưỡng cán, sau đó thì mình sẽ bắt tay vào mình đi làm cái cán nha. Chuyện với em chứ.
Cái cán này được làm bằng cái gỗ thịt thì cái gỗ này nó chắc. Lần nào mình sẽ phải khoét bớt cái ruột nó đi các bạn ạ. Phải khoét bớt cái ruột nó đi để cho cái trọng lượng nó nhẹ. Đó. Chứ không thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái trọng lượng của cây vợt này. Đó, mình sẽ khoét rỗng nó đi như thế này các bạn ạ. Để cho nó nhẹ nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cân hai cái cặp cán các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cân cái cặp cán Sirius tháo ra này. Đó. 21.7 các bạn nhé. 21.7 này. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ cân cái cặp cán mình vừa làm xong nhé. Đấy. À, nó nhẹ hơn thì càng tốt. Đây. 18.4 này các bạn này, các bạn có nhìn rõ không? Có 18.5. Đó, 18.5 nhá. Do khách yêu cầu là sẽ chuyển hết các cái tem ở bên cái cán cũ này này sang cái cán mới nên là mình sẽ phải làm cái cán mới này lỗ chôn tem các thứ là mình cũng phải làm. Đấy, để mình chuyển cái toàn bộ cái tem sang bên đây. Bây giờ thì Tùng sẽ tiến hành là dán lại cán này. Thì mình đo trả cái số đo đúng cũ cho người ta. Vừa lấy mình đo là 158 này. Đó, thì bây giờ mình cũng đánh dấu đây để mình dán cái cán đúng vào cái điểm cũ này. Trong lúc mà chờ đợi cái ốp cán bên này nó khô keo thì Tùng tranh thủ là Tùng vá xung quanh cái vợt này. Đấy, cái chỗ nó bị sứt này trước là vá keo với vá nó chưa ổn đó, Tùng vá lại cái chỗ này đó. Bây giờ thì mình sẽ gắn nốt cái ốp cán bên đây vào, thế sau đó thì phụ bù cho mấy cái chỗ nó bị thiếu hụt ở bên cái cán này, bởi vì form của hai cái cán nó khác nhau.
cái cán này nó thẳng mà nó loe nó to hơn. Khi mình ốp cán vào thì cái chỗ này nó thiếu rồi. Kia bây giờ lại để đây vào chờ tiếp các bạn, chờ tiếp chờ cho cái kéo khô như vậy nào. Từ trung kết thúc. Đối với các cái cây vợt mà vợt dọc ấy thì cái tư thế cầm là như thế này. Đó. Thì thường ấy là người ta sẽ mài cái chỗ này cho nó tròn đi một xíu, vuốt cái cạnh cho nó tròn đi để cầm cho nó đỡ bị đau tay này. Cái này thì anh khách anh ấy cũng yêu cầu là vuốt qua cái chỗ này. Đấy. Đương nhiên là mình mài một xíu thôi cho nó khỏi sắc cạnh thôi các bạn. Nhiều người thì mài sâu mà mình chỉ liếc qua cái cạnh này thôi nhé. Rồi ok. Bây giờ là tới cái công đoạn mình sẽ phải đi dán cái tem ở cái phần đít cán này nữa là xong cái này. Đó. Như vậy là việc chuyển đổi cán một cái cây vợt từ vợt ngang thành vợt dọc như thế là đã xong rồi các bạn nhé. Đấy, thì đây là mình đã làm xong theo cái yêu cầu của khách hàng. Đó. Thay cho khách hàng cái cán dọc. Đấy, bây giờ chuyển toàn bộ cái logo sang đúng như là cái logo ở bên cán Sarius kia. Đấy. Thế và cái kích thước và cái chiều dài của cán là mình làm đúng theo cái mẫu này. Đây. Đó, đúng theo các mẫu này. Đó. Mình sao chép từ cái dưỡng này ra để mình làm theo cái cán mới này cho khách. Chuyển toàn bộ tem, hai tem nhựa, tem đít. Đấy.
và cái phần này thì nó bị hụt thì mình cũng đã bù vào cho nó đủ ở đây rồi. Như vậy là Tùng đã hoàn thành xong cái công việc chuyển đổi cán cây vợt xay ớt đang làm vật ngang thành vật dọc theo yêu cầu của khách hàng. Đấy thì Tùng xin dừng cái video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong các video sau. Nếu mà làm cái gì tiếp theo thì Tùng sẽ quay video và chia sẻ cùng với quý anh chị và các bạn nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.